Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. Trong không khí hữu nghị chân thành và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng hai nước thời gian qua, đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2022. Hai bộ trưởng ngoại giao nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp nhân dịp kỷ niệm 15 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên có biện pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, tích cực phối hợp giải quyết vướng mắc tồn tại trong một số dự án, thúc đẩy kết nối vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, sớm hồi phục hợp tác hiệu quả bền vững trong lĩnh vực du lịch. Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Tân Cương khẳng định Việt việt nam là đối tác quan trọng của trung quốc trên nhiều lĩnh vực mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế